Dạ vâng, Minh Vũ Audio xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Trong clip này thì em sẽ test con đẩy 4 kênh. Như tối hôm qua lên sóng livestream thì cũng đã giới thiệu đến các bác. Mẫu đẩy 4 kênh này thì cái tiếng nó rất là hay nhá. Máy cực kỳ khỏe luôn, tiếng hay. Con đẩy này em test cho anh Trần Hoàng Thanh, có địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh cũng là khách hàng quen thuộc, mua cũng khá nhiều đồ bên em rồi. Con này thì tí này em sẽ vệ sinh cho nó sạch đẹp nhé. 4 kênh. Và như đây em đang test là test cái chất âm mộc của nó, không quá thiết bị vang hay là lâng nọc gì cả. Đây. Chất âm mộc của nó đã hay về đây, đang test kênh C và kênh D. Alo, anh đợi em một tí, gọi lại anh, chờ em một tí nhé. Đấy, giờ em sẽ test kênh A và kênh B. Đối với những cái dòng đây con đẩy này thì nó chạy hai đường dắt hư xích và đấu 1 cộng 1 trừ và 2 cộng 2 trừ. Trước khi gửi đi các bác, em sẽ test ngọn đành hình đạo về rồi cắm điện ở lịch thôi. Đấy. Xóm là cũng váng hết đầu đấy. Thì clip này thì cũng xin ngắn gọn tại đây thôi. Dòng đẩy thì em cũng còn tương đối là nhiều. Được thì em sẽ giới thiệu đến các bác với mức giá thì ngon bổ rẻ như dòng Eric này. Con này em bán 2.8 triệu, giá thị trường bán thấp nhất là 3.5 triệu. Kể cả lọc này cũng thế, lọc lắc này. SE 230 tối qua lên sóng quay cho các bác xem đấy. Con này là hàng xịn luôn nhá. Em bán giá chỉ có 2 triệu mà trong khi đấy giá thị trường bán thấp nhất là 2.800.000. Trước khi các bác mua bất cứ một cái sản phẩm nào thì cứ bình tĩnh để xem xét cho nó kỹ và so sánh giá thị trường rồi các hãng quyết định xuống tiền. Mọi thông tin chi tiết mua hàng có thể liên hệ trực tiếp với em số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889, địa chỉ tại khu phố Ngái, phường Cộng Hòa, sau đó chính Hải Dương. Con đẩy này em bán ra là 3.950.000, tất cả giá bán tại cửa hàng nhé mọi người nhé. Rồi, xin chào các bác.